Dạ vâng, bây giờ sẽ là công cụ được cung cấp để các anh chị và các cô chú có thể nhìn thấu được một người là gì. Nhà mình có muốn nhìn thấu không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị và các cô chú mong muốn thì nhà mình giơ tay lên và nói. Tôi. Người khác ạ. Và khi đã làm được điều này với một người, có nghĩa là mình làm được với bao nhiêu người ạ? Tất cả mọi người ạ. Mình muốn con mình không rời xa mình, chồng mình không rời xa mình, vợ mình không rời xa mình thì chỉ cần xong 6 cái này là xong ạ. Và các anh chị và cô chú có thực sự muốn nghe 6 cái đấy là gì không ạ? Rồi ạ, công cụ về cách có thể nhìn thấu người khác thì cháu hôm nay cháu sẽ cung cấp cho các cô chú và các anh chị hai bộ công cụ ạ. Hai bộ công cụ. Cái công cụ đầu tiên ạ là cái từ khóa là 6 nhu cầu. 6 gì ạ? Dạ vâng ạ. Các bạn hỗ trợ ơi, các bạn có thể để slide nó hiện lên để mọi người có thể nhìn thấy. Không để cái slide hiện lên cái 6 cái nhu cầu. Nhưng mà đừng hiện hết ra, đừng hiện hết ra, chỉ hiện lên cái 6 nhu cầu thôi. Đến đâu thì hiện ra tiếp để các cô chú có thể nhìn được chữ. 6 nhu cầu ạ. Con người ta luôn có những nhu cầu mong muốn. Bao nhiêu trong số các anh chị và các cô chú ngồi đây có những nhu cầu và mong muốn riêng của bản thân mình, nhà mình giơ tay lên và nói. Ví dụ như là muốn con thật ngoan, muốn chồng thật tuyệt vời, muốn vợ thật tuyệt vời, muốn nhà thật đẹp, có thật nhiều tiền, muốn được đi và làm tất cả những thứ mình thích. Nhà mình có những mong muốn gần gần giống như vậy không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị và các cô chú có những mong muốn như vậy thì nhà mình giơ tay và nói. Hay là muốn mình có một sức khỏe thật tuyệt vời, những người thân xung quanh mình sống thật hạnh phúc và mình cũng thật hạnh phúc. Nhà mình có những mong muốn này không ạ? Nếu các anh chị và các cô chú thực sự có mong muốn này thì nhà mình giơ tay lên và nói. Cái nhu cầu là chuyện đương nhiên của con người à. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói thật là rõ, bởi vì chỉ cần sau 6 nhu cầu này xong là các anh chị và các cô chú có thể biết được tại sao cái người bên cạnh mình họ đang làm thế. Em có đồng ý không ạ? Và bây giờ nhà mình sẽ đến với từ khóa đầu tiên ạ, nhu cầu đầu tiên ạ. Nhu cầu đầu tiên là gì các bạn và các cô chú học rồi nhà mình có nhớ không ạ? Sự chắc chắn. Bao nhiêu trong số các cô chú các anh chị mong muốn mình luôn cảm thấy an tâm chứ không phải cảm thấy bất an. Mình muốn cảm thấy bất an hay an tâm ạ? An tâm. Mình ra ngoài đường muốn cảm thấy an toàn, đi hiên ngang mà không lo bị cướp, hay là cứ ra ngoài đường cứ không biết làm kéo cướp mình không? Bao nhiêu trong số các cô chú các anh chị mong muốn mình có được cái sự an tâm và an toàn để cảm thấy nó thoải mái, thì nhà mình giơ tay lên và nói. Thì cái sự chắc chắn này, nhà mình có sợ đói không ạ? Nói là bây giờ không ạ, bây giờ không có tiền, không có nhà, không có gì để ăn. Nhu cầu lớn nhất đầu tiên của con người là gì ạ? Ăn. Dù người có nhiều tiền hay ít tiền đều phải ăn. Và cứ bảo mình chán thức ăn, mình không ăn, cứ cho nhịn mấy ngày, sau đấy nhìn thấy đĩa thức ăn thì thế nào ạ? Mình có tin là bây giờ cho nhịn nhiều ngày là mình cứ nhìn thấy đĩa. Mà chả phải nhịn nhiều ngày đúng không ạ? Nhịn 1-2 bữa tôi là thế nào rồi ạ? Tối nay về là các cô chú sẽ ăn ngon lắm, vì trưa nay được ăn ít. Cộng với hôm nay mình phải vận động nhiều hơn bình thường. Và cái nhu cầu đầu tiên là về sự chắc chắn. Mình cần A là chắc có một chỗ để về. Bây giờ chả có chỗ nào để về nhà mình có lo lắng không ạ? Ít nhất mọi người đều có một chỗ để về gọi là nhà. Bây giờ chả có chỗ nào để về nhà mình có lo lắng không ạ? Có chứ. Đó là lý do nhu cầu này nó cao đến mức mà những người làm về bất động sản họ kinh doanh rất là hiệu quả. Là bởi vì tất cả mọi người đều muốn sở hữu một ngôi nhà riêng của mình. Để cảm thấy gì ạ? An tâm và chắc chắn. Khi mình vẫn đi ở thuê mình thấy thế nào ạ? Có lo lắng không? Nhà ở thuê chả biết bao giờ người ta đòi lại. Mà mình bây giờ mình làm gì cho cái nhà thì sau đấy nó cũng bỏ đi, nó cũng phí. Bao nhiêu trong số các anh chị và các cô chú nghĩ mọi người xung quanh đều có nhu cầu về sự chắc chắn. Và thường đó là lý do họ thường, nếu chưa có ngôi nhà nào thì họ sẽ muốn mua ngôi nhà đầu tiên. Thì nhà mình giơ tay lên và nói. Thông thường tất cả mọi người đều muốn mua ngôi nhà đầu tiên. Tất cả ngôi nhà tiếp theo để đầu tư hay làm cái gì thì cháu xin phép không nói ạ. Có nhiều nhà, có nhiều người có rất nhiều nhà. Nhưng thường khi chưa có ngôi nhà nào, thông thường mọi người sẽ muốn một chỗ an toàn, an tâm để về. Vì nhu cầu đấy là nhu cầu rất cao ạ. Nhu cầu rất cao. Đúng như chết rồi, bây giờ cứ về cứ phải chạy ăn từng bữa hoặc ngày xưa nặng đói ạ. Bao nhiêu trong số các cô chú, các anh chị đấy biết là hồi năm 45 này, đến lúc mình xảy ra nặng đói đúng không ạ? Lúc đấy biết chắc là có cơm để ăn đã là hạnh phúc chưa ạ? Lúc đấy cái nhu cầu sự chắc chắn về đồ ăn có cao không ạ? Rất là cao ạ. Và bất kỳ ai đều có những cái nhu cầu như vậy. Và các cô chú và các anh chị ngồi đây có không ạ? Mình thấy an tâm, mình thấy mình chắc chắn, có chỗ để về, có người để yêu thương. Đó là lý do vì sao chúng ta lấy chồng, lấy vợ ạ. Trong khi chúng ta mải mê, chạy mãi, yêu hết người này, người kia, do muốn cái gì ạ? Muốn ổn định. Bao nhiêu trong số các cô chú và các anh chị nghe thấy cái câu muốn ổn định thì mình lập gia đình, nhà mình giơ tay lên và nói. Nhu cầu gì ạ? Sự
chắc chắn đây là những điều cực kỳ quan trọng. Keyword Thân Phích đến cuối các cô chú và các anh chị sẽ hiểu hết. Em có đồng ý không ạ? Bây giờ mình cứ nghe. Nhưng đúng là mình cũng có nhu cầu này không ạ? Liệu người khác có không ạ? Có. Sau khi hiểu hết nhu cầu các anh chị và các cô chú soi vậy, nhưng mà bây giờ mình phải nghe cái thật kỹ thì lát mình mới có thể soi được. Không lát mình đếch hiểu. Và nhu cầu đầu tiên là nhu cầu sự chắc chắn. Mình có nhu cầu sự chắc chắn không ạ? Nếu các anh chị và các cô chú có nhu cầu sự chắc chắn thì nhà mình giơ tay lên và nói. Cái điều đầu tiên là sự chắc chắn. Và sau đó nhu cầu số 2 là sự tên chính xác của nó là sự không chắc chắn. Nó ngược với nhu cầu đầu tiên, sự không chắc chắn hay còn gọi là sự đa dạng. Như nhà mình nhớ, cái nhu cầu này còn được gọi là sự không gì ạ? Không chắc chắn ạ. Bây giờ mình được ăn một cái món ăn nó ngon nhất trên thế giới này. Có bao nhiêu trong số các cô chú và các anh chị muốn thử một cái món ăn gọi là món ngon nhất trên thế giới này thì nhà mình giơ tay và nói. Vâng ạ. Thế nhưng sau đấy bắt mình ăn cái món đấy, ăn thiên nhiên ạ, ăn từ sáng đến tối, từ tối đến đêm trong suốt 30 ngày liền. Cái món ăn đấy nó có còn là món ăn ngon nhất thế giới không ạ? Nó thành món gì ạ? Món ngán nhất trên thế giới mà mình muốn ăn. Nếu phải ăn liên tục trong 30 ngày, không biết có anh nào, chị nào, à quên, các anh, các chú không phải, có chị nào hoặc cô nào đã từng phải ăn kiểu canh thịt băm, à quên, có thịt băm với rau ngót trong suốt cái thời kỳ sinh em bé chưa ạ? Có cần đợi 30 ngày không ạ? Bao nhiêu ngày ạ? 3 ngày là chán chưa ạ? Chán. Đấy chính là nhu cầu sự đa dạng được bộc lộ ạ. Mình ăn mãi một món mình chán, mình cần phải tìm ăn món ăn khác. Đó cũng là nhu cầu bẩm sinh bên trong để con người ta ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau và có đủ chất cho gì ạ? Có thể. Đó cũng là lý do vì sao có người đàn ông hay đi ngoại tình với nhiều cô gái. Nhu cầu sự đa dạng. Và đấy cũng là bản chất của con người ạ. Nên là cái chuyện ngoại tình tại sao nó xảy ra phần phổ biến là bởi vì nó là bản chất. Người ta thèm khát sự gì ạ? Đa dạng, và ai cũng có điều này ạ. Và cái sự đa dạng này ạ, lấy ví dụ thêm một cái nữa, đã bao giờ trong số các anh chị và các cô chú ngồi đây nghe chuyện cười chưa? Nên nếu đã từng nghe một cái câu chuyện cười thì mình giơ tay và nói. Tôi nghe chuyện cười mọi người kể thú vị. Mình nghe xong mình thế nào ạ? Vui, mình cười đúng không ạ? Thế nhưng mà hôm nay ông ấy kể câu chuyện cười đó mình thấy rất vui. Hôm sau ông ấy kể đúng cái câu chuyện đấy, mình lại ngồi nghe. Hôm sau nó lại kể đúng cái câu chuyện đấy, mình thấy thế nào ạ? Chán không ạ? Chán. Đó là nhu cầu sự đa dạng, đòi hỏi để biết thêm về nhiều thứ khác nhau. Bởi vì sự đa dạng nó đáp ứng một cái gọi là cung bậc cảm xúc của mình. Sự đa dạng được a ở mãi một chỗ chán, có nhiều bạn trùng chân sẽ muốn đi khám phá rất nhiều nơi là bởi vì cái nhu cầu gì đấy. Sự đa dạng, bạn muốn được khám phá nhiều thứ. Khi được khám phá, tại sao có nhiều người thích cái cảm giác mạnh ấy? Người ta thích cảm giác mạnh là bởi vì nhu cầu gì của người ta lớn mà mình biết không? Sự đa dạng, người ta thích thử nhiều cái khác nhau. Bởi vì khi làm một cái mới, cái cảm xúc của mình nó như thế nào ạ? Nó cao. Cái cảm giác háo hức lần đầu tiên ăn một cái món ăn gì trước khi ăn ấy có thích hơn là cái món ăn. Có đúng là nó có cảm giác gì nó hơi khác không ạ? Hoặc là cảm giác rất là đơn giản là cái quần áo nhà mình có mặc suốt một cái loại quần áo không ạ? Các anh chị và cô chú nào không mặc suốt một loại quần áo không ạ? Mà mình mặc cái gì ạ? Tại sao mình lại không mặc đúng một cái loại quần áo vậy ạ? Để mất đỡ mất thời gian đi chọn, đỡ mất thời gian rồi sau đấy lựa đồ mặc, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đau đầu. Tại sao mình muốn mặc nhiều loại quần áo ạ? Bởi vì khi mặc một cái bộ quần áo mới nó khác, mình cảm thấy thế nào ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị và cô chú có cái cảm giác thấy thích hơn khi mặc mình mặc một bộ quần áo mới thì nhà mình giơ tay lên mà nói. Nhu cầu gì ạ? Con người ta luôn cần đa dạng để có thể trải nghiệm các cái cảm xúc khác nhau. Vậy nên nếu các anh và các chú cần sự đa dạng thì nhà mình cũng có thể dễ dàng cảm thông. Nhưng nếu nhà mình không đáp ứng được sự đa dạng theo một cách đúng, họ tìm ra cách của họ. Nhà mình có đồng ý không ạ? Không phải là đông mới có nhu cầu sự đa dạng, tất cả ai cũng có sự đa dạng. Không. Tức là nhu cầu đa dạng là sự vốn có hấp ảnh. Nếu cái người bên cạnh mình mà mình không cho được họ sự đa dạng thì họ làm gì ạ? Những chỗ khác thì đáp ứng sự đa dạng của họ. Và lát nữa nhà mình sẽ được phân tích về điều này ạ. Tiếp theo ạ. Bây giờ nhu cầu thứ ba là nhu cầu, bố còn nhớ nhu cầu thứ ba không bố? Sự quan trọng. Xong được 6 cái từ khóa này là cuộc sống của nhà mình thay đổi rồi.
Đây là bộ công cụ quan trọng nhất ạ, 6 từ khóa mà nhà mình sẽ cần nhớ đến từ thứ 3 rồi ạ, là sự. Quan trọng. Từ khóa đầu tiên là gì rồi ạ? Đầu tiên là? Cái thứ hai là? Thứ ba là? Từ khóa này nó khủng khiếp. Cái từ khóa này là các anh sẽ, mình sẽ phân tích cái nhóm tính cách nào thì sẽ hay coi trọng cái nhu cầu này. Về mặt bằng chung thì đàn ông sẽ có nhu cầu này cao hơn phụ nữ, nhưng mà thực ra đấy là cao hơn thôi, thì còn thực ra về bản chất thì ai cũng có. Các cô chú có muốn trải nghiệm cảm giác con cái hay con mình trả ra gì không? Bao nhiêu trong số các cô chú và các anh chị ngồi đây muốn con coi mình trả ra gì? Nó không coi trọng mình thì ra đây mà nói. Mình là người tích cực, mình cứ thấy giơ tay là mình giơ, mình lúc nào biết thiếu hỏi là gì, mình lúc nào mình cũng sẵn để sẵn tích tiền để làm gì lại giơ tay. Các cô chú mong muốn con là yêu quý và tôn trọng mình và thấy bố mẹ rất tuyệt vời, bố mẹ là người quan trọng của cuộc đời. Các bạn ấy hay là muốn con mình chả có ý nghĩa gì ạ? Bao nhiêu trong số các cô chú thực sự mong muốn con cái nó yêu thương mình, yêu quý mình và thấy mình là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của nó thì nhà mình giơ tay lên và nói. Bởi vì đấy cũng thì đấy cũng là một cái gốc để một con người thành người. Khi nào họ biết ơn, khi nào họ yêu thương thì họ trưởng thành. Khi chưa yêu thương, chưa biết ơn thì chưa trưởng thành. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây, nhà mình có kinh doanh công việc gì không? Các cô chú, các anh chị có làm công việc kinh doanh gì mà mình có nhân viên bên dưới không ạ? Nhà mình có thể giơ tay lên không ạ? Có đúng không ạ? Mọi người có chưa giơ tay hết? Mình muốn là nhân viên của mình chả thấy mình quan trọng gì, chả coi trọng mình gì cả. Hay là muốn nhân viên cũng coi trọng mình ạ? Thấy mình là người tuyệt vời, thấy mình hỗ trợ mà mang được giá trị gì cho bạn ấy và thấy là mình cần được có một người sếp như thế. Các anh chị và các cô chú mong muốn họ coi trọng mình hay không coi trọng mình ạ? Nói thật lòng là mình muốn coi trọng hay không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị và các cô chú muốn được người khác coi trọng mình thì giơ tay và nói. Và có một cái nhu cầu mà mình hay giấu, mình hay tự giấu. Thực ra mình rất thích là tâm điểm của mọi thứ. Đó là lý do vì sao mình bị ốm. Ốm thì sao ạ? Mọi tự tướng được rồi, mình thích mình là người gì ạ? Quan trọng được mọi người thế nào ạ? Thực ra đấy là bản chất và mong muốn chính đáng của ai ạ? Của tất cả mọi người. Và điều này là điều bình thường. Mình mong muốn mình là người quan trọng với vợ hoặc chồng của mình có hợp lý không ạ? Mình mong muốn mình là một phần, là một phần rất là quan trọng. Con thấy mình rất là quan trọng với cuộc đời của con của mình có là điều hợp lý không ạ? Quá hợp lý. Mình mong muốn mình là người quan trọng có giá trị với người khác, người khác coi trọng mình, đây có phải là điều hợp lý không ạ? Hợp lý. Nên đây là nhu cầu của tất cả mọi người. Và đây là nhu cầu thứ mấy rồi ạ? Nhu cầu thứ 3. Nhà mình cứ đi qua lắc nữa là mình sẽ được hiểu, áp dụng vào trường hợp thực tế. Mình có đồng ý không ạ?